của các em học sinh. Hôm nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông phối hợp tổ chức chương trình trao quà cũng như học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt cho địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông. Dành thời gian dự dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Hiến Nhiên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phạm Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông. THB ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, nhà tài trợ quà cũng như học bổng trong chương trình ngày hôm nay, cũng như dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cùng chào đón các anh chị đi cùng đoàn với chị Hương ạ. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời chị Hoài Hương, THB ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, là nhà tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay, có đôi lời phát biểu trong chương trình, xin được trân trọng kính mời chị. Quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các thầy cô, kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh và đặc biệt là xin chào tất cả các em hiện tại đang có mặt ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là một ngày Hoài Hương rất là vui và rất là dạt dào cảm xúc, tại vì mình là người con ở Bạc Liêu và đặc biệt là cùng với lại xã Vĩnh Trạch Đông. Trước đây thì trong vòng khoảng 6 năm nay thì Hoài Hương cùng với lại là công ty phân bón là VTHD cũng đã hỗ trợ cho rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ rất là nhiều những căn nhà tình thương, rồi hỗ trợ rất là nhiều những phần quà học bổng cho trẻ em nghèo, nhưng mà đa số là hỗ trợ ở các tỉnh khác rất là nhiều. Ngày hôm nay tới Bạc Liêu thì Hoài Hương cũng đã hỗ trợ được khoảng 3 căn nhà tình thương, nhưng mà nó lại không nằm ở trong xã của mình mà lại là ở xã Vĩnh Phú Tây của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi một người con tại quê nhà thì mình đóng góp hoặc là mình có thể chia sẻ tấm lòng của mình cho bất kỳ ở huyện nào, tỉnh nào khác thì Hoài Hương vẫn không quên quê nhà của mình. Nên ngày hôm nay thì Hoài Hương cũng cảm ơn lãnh đạo của địa phương đã tạo điều kiện cho Hoài Hương cùng với đội ngũ kỹ sư của công ty tới đây để gặp gỡ các em nhỏ. Và đặc biệt thì sau ngày hôm nay, Hoài Hương mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái chương trình thiện nguyện hơn và những cái chính sách an sinh xã hội. Thì mong rằng là anh Toàn Phó Chủ tịch có thể sau này chúng ta có thể gắn kết nhiều hơn để cho xã của mình sẽ vượt khó nè, rồi đặc biệt nữa là chúng ta sẽ giúp được những cái hoàn cảnh khó khăn chúng ta nhiều hơn. Và Hoài Hương cũng hôm nay Hoài Hương xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô cùng với lại là các bậc phụ huynh thật là dồi dào sức khỏe, đặc biệt là chúc tất cả các em học sinh ngồi ở đây chúng ta sẽ chăm ngoan học giỏi, nghe lời ba mẹ, và đặc biệt chúng ta sẽ là một người có ích cho tương lai sau này. Nên là Hoài Hương xin cảm ơn tất cả chúng ta đã có mặt ngày hôm nay ạ. Ở ba trường, trường Nguyên Viên, trường Lê Đại, trường các phần quà và phần học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Báo với quý vị là trong năm học 2024-2025, Ủy ban xã tăng cường cái vận động cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là các em là học sinh người đồng bào dân tộc khó khăn vượt khó học giỏi để có đủ điều kiện đến lớp, đến trường. Cái gì? Cũng mà. Cái gì mấy rồi?
Thank you.
phía sau chúng ta còn đứng ra, tại nãy có thể là đọc tên này xuất quan. Vâng. Hồi nãy có những có một vài em, một hai em ta sẽ công việc gia đình nó trễ thế nào đấy. Chúc sẽ liên hệ với ban tổ chức để chúng ta nhận vào. Hoài Thương xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Hoài Thương cùng với lại đội ngũ kỹ sư của công ty tế đê Trường Hoàng Đông đến một nơi, nơi này chính là nơi mà Hoài Thương sinh ra và lớn lên, đó là Ủy ban xã của Vĩnh Trạch Đông là thành phố Bạc Liêu. Cũng Hoài Thương rất là cảm ơn bên phó chủ tịch xã đã tạo điều kiện và đã hỗ trợ cho các trẻ em nghèo tại đây. Và ngày hôm nay thì Hoài Thương cùng với lại đội ngũ của công ty Trường Hoàng Đông có được một cái tấm lòng, và tuy rằng là của ít nhưng là lòng nhiều. Hoài Thương trao cho xã đây thì là bao gồm là 3 trường, tất cả các em học sinh từ lớp 1 tới lớp 5. Và đặc biệt nữa là 3 trường này, trong đó có một trường mà Hoài Thương đã từng học tiểu học và gặp lại những người thầy cô của mình, cảm xúc rất là dạt dào ha. Và ngày hôm nay thì Hoài Thương có gửi tặng cho 100 trẻ em nghèo hiếu học ở đây là một phần quà trị giá là 500.000 đồng, trong đó là bao gồm có ba lô nè, rồi có luôn cả vở tập trắng, bút viết sách nữa, thì và đặc biệt nữa là có luôn một cái bao thư 100.000 để cho các em có thể vui vui vẻ được cái khoản là đủ trong cái phần quà 500.000 đồng. Và trong 100 bé thì xã cũng chọn ra được 50 bé là học sinh nghèo nhưng mà được cái thành tích xuất sắc, thành tích cao trong học tập của mình. Này Hòa Thương có chuẩn bị là cho 50 phần quà, là mỗi một phong bì như thế là 500.000 đồng, để khuyến khích và vận động, cũng vận động làm sao mà để cho các em khi mà nhận được những phần quà thế này, các em sẽ cảm thấy nó rất là giá trị và ý nghĩa, và để làm sao mà hy vọng rằng là các em sẽ trải qua một ngày ý nghĩa như thế này, các em sẽ cố gắng hơn và sẽ vươn cao hơn trong cái vấn đề học tập của mình. Nên là Hoài Thương xin mời quý bà con chúng ta sẽ cùng Hoài Thương cùng với đội ngũ kỹ sư chúng ta sẽ cùng vào để chúng ta trao những cái phần quà ý nghĩa này, giá trị này đến cho tất cả các em ở tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Và sau khi trao xong chương trình thì thật sự Hoài Thương cũng gửi lời cảm ơn rất nhiều đến ban lãnh đạo của xã, và đặc biệt nữa Hoài Thương cũng kính chúc toàn thể quý lãnh đạo nè, toàn thể các bậc phụ huynh, các thầy cô cùng với lại các em nhỏ nữa là chúng ta thật là dồi dào sức khỏe, và chúc cho các em luôn luôn chăm ngoan học giỏi và sau này sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Và Hoài Thương cũng mong rằng là sau này sắp tới đây Hoài Thương sẽ làm được nhiều những cái chương trình công tác thiện nguyện nhiều hơn ở Bạc Liêu nói riêng và ở các tỉnh khác nói chung. Rồi bây giờ Hoài Thương mời nhà chúng ta sẽ cùng vào xem coi là công tác chuẩn bị như thế nào nha. Và sau đây thì lúc nãy giờ chúng ta cũng đã làm xong cái chương trình để trao quà cho các em rồi. Và đặc biệt nữa chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ đi qua, nghe nói là bên xã có mời Hoài Thương đến nhà của các bé nào đó, thì chút xíu nữa Hoài Thương sẽ quay tiếp cho bà con xem. Còn bây giờ thì đứng bên cạnh Hoài Thương đây là một người thầy nha. Hồi xưa là Hoài Thương nhỏ với lớn nè, còn bây giờ thì Hoài Thương đã cao hơn thầy rất là nhiều. Và đây là người thầy mà đã dạy và truyền đạt cái kiến thức của mình ở tại trường tiểu học mà cách đây là khá là nhiều năm rồi, và Thương đã học tiểu học. Thì bây giờ đây thầy có thể cho bà con biết là thầy tên gì và thầy đầy đủ tên gì không ạ? Kính thưa bà con thì mà tôi tên là Trịnh Bá Ngọc.
giáo viên trước là giáo viên trường tiểu học Thuận Hòa 2, yeah. Sau này là tách ra là Thuận Hòa 4 và bây giờ là tên là Lê Lợi, yeah. Thì hồi trước là Hoài Thương là vẫn học ở trước cái cổng chùa đây nè. Thì hồi xưa là Hoài Thương nhỏ con lắm nhưng mà rất là dễ thương, rất là ngoan mà lanh lắm. Nhưng mà bây giờ thì qua là hơn 20 năm rồi. Thì bây giờ quay lại từ hôm trước cũng gặp Hoài Thương ở ngoài đường lần nhưng mà cũng chưa được tâm sự nhiều lắm. Thì bây giờ hôm nay thấy Hoài Thương về là cho mấy em mà con em người Khmer đó mà có hoàn cảnh khó khăn những cái món quà đầu năm hết sức là quan trọng, hết sức là cần thiết. Thì thôi cũng không biết nói gì, tôi rất là nói chung là cũng vui cũng có nhưng mà cũng cảm thấy mà xúc động với cái tình cảm mà dành cho những đứa trẻ cũng là cùng quê hương ngày xưa đi lên vậy đó. Thì thôi thay mặt cho tất cả các em học sinh của trường tiểu học Lê Lợi, nói chung các em học sinh trên địa bàn Vĩnh Trạch Đông, cảm ơn Hoài Thương đã dành những món quà quý báu đến với các em trong cái năm học 2024-2025. Cảm ơn các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Hoài Thương đã chia sẻ món quà, xin cảm ơn ạ. Dạ thầy hay quá, thầy ơi hay quá. Bây giờ thầy cho tôi hỏi lại câu nữa coi là hồi nhỏ là nãy thầy nói là Hoài Thương nhỏ xíu à, rồi bây giờ gặp lại là em có khác gì so với hồi nhỏ xíu không? Tất nhiên là khác rồi, bây giờ em cao hơn thầy nè. Rồi em nói chung là đẹp đó, đó. Nói chung là rất là, nói chung là mình nhìn thấy Hoài Thương gì mình trước hết là mình rất là vui. Khi mà một đứa học trò mà nó đi ra trưởng thành á, phát triển rồi thành đạt, rồi biết là làm từ thiện và biết giúp đỡ người nghèo, đó một cái gì điều rất là quý. Đó, tiền bạc thì không biết bao nhiêu là đủ nhưng mà sự chia sẻ rất là quan trọng. Xin cảm ơn Hoài Thương trời, rất là nhiều. Thầy giáo, trời ơi, dạ cảm ơn thầy. Hy vọng là Hoài Thương cũng chúc thầy luôn luôn sức khỏe và đặc biệt nữa là luôn cống hiến cho công tác rổ mà truyền đạt lại kiến thức cho các em. Rồi. Và đặc biệt nữa là hy vọng sau này thầy trò mình sẽ còn gặp lại nhau rồi. Nữa. Chắc chắn là vậy ha Hoài Thương ha. Cảm ơn Hoài Thương rồi. Ngày hôm nay thì Tố Trinh cùng với Diễm My và Bích Ngân là đội ngũ kỹ sư của công ty Trương Hoàng Đông cùng với chị giám đốc Hoài Thương đến Bạc Liêu để trao những cái suất hơn 100 suất học bổng và những cái phần quà cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi. Cảm thấy ngày hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa và mong rằng những cái phần quà nhỏ này sẽ là một cái động lực lớn để giúp các em học giỏi và sẽ là một người có ích cho xã hội sau này.